Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, trong ngày 23 tháng Chạp, rất nhiều người đang thắc mắc, không biết thắp hương cúng ông công ông táo vào giờ nào là đẹp nhất. Để giải đáp cho quý vị và các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những khung giờ tốt nhất để tiến hành nghi lễ cúng ông công ông táo ngày 23 tháng Chạp. Quý vị thân mến, theo quan niệm của người Việt, táo quân không chỉ là vị thần cai quản mọi hoạt động của gia chủ, mà còn là vị thần ngăn cản sự xâm nhập của ma quỷ, giữ yên bình cho gia đình, gia chủ. Vì vậy, tục cúng ông công ông táo mang ý nghĩa mong là cho sự ấm no, đầy đủ, sau đó mới đến ý nghĩa thờ thần bếp, chuyên cai quản việc bếp núc. Vào ngày này, người dân làm mâm cơm để bày tỏ lòng biết ơn với các vị thần. Đồng thời, đây cũng là dịp để người người, nhà nhà trở về sum họp, quây quần sau một năm làm ăn vất vả. Đặc biệt là trong mâm cơm cúng, người Việt thường chuẩn bị thêm cá chép khoảng 2-3 con đựng trong chậu nước. Sau khi cúng xong, người dân sẽ đem thả phóng sinh ở sông, hồ. Việc chuẩn bị cá chép mang ý nghĩa chuẩn bị phương tiện để ông táo cưỡi về trời. Ngoài ra còn có ngụ ý cá vượt vũ môn hay cá chép hóa rồng. Cá chép mang ý nghĩa biểu tượng cho sự thăng hoa, tinh thần vượt khó, sự kiên trì và bền bỉ để đi tới thành công. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị những nội dung chính như sau. 1. Tổng quan cắt hung ngày 23 tháng Chạp. 2. Phân tích chi tiết cắt hung của từng giờ trong ngày 23 tháng Chạp. 3. Tìm ra những khung giờ tốt nhất thắp hương ngày 23 tháng Chạp để thu hút tài lộc. 4. Cảnh báo những khung giờ xấu, đại kỵ việc thắp hương, kẻo rước họa vào thân. 5. Sai lầm tuyệt mệnh khi cúng bái dẫn đến tai họa như thế nào? Quý vị thân mến, trước khi đi vào tìm ra những khung giờ tốt nhất để tiến hành thắp hương cúng ông công ông táo ngày 23 tháng Chạp, ta cũng cần phải xem xét ngày cắt hung như thế nào, từ đó lựa chọn ra những khung giờ tốt nhất, phù hợp nhất. Ngày 23 tháng Chạp là ngày 14 tháng 1 năm 2023 dương lịch, là ngày nhâm thân, nạp âm ngũ hành là kiếm phong kim. Ngày nhâm thân, tức chi sinh can, là ngày cát, nghĩa nhật, nạp âm là kiếm phong kim, kỵ tuổi bính dần và canh dần. Ngày này thuộc hành kim khắc hành mộc, đặc biệt là tuổi mậu tuất nhiều kim khắc mà được lợi. Ngày thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ, tuyệt mão. Ngày có trực nguy và sao đê là sao hung trong bộ nhị thập bát tú, tiết khí ngày 23 là tiết tiểu hàn. Các thần trong ngày 23 tháng Chạp có Dương Đức, Minh Phệ, Mẫu Thương, Ngũ Phú, Phúc Sinh, Thiên Quan, Thiên Quý, Thất Thánh, Thần Tại, Trừ Thần, Tuế Đức, Tư Mệnh, Đại Hồng Sa, Đại Minh. Những việc nên làm là an phủ biên cảnh, bàn di, bằng phụ táng, bách sự nghi dụng, chỉnh dung thế đầu, trình thủ túc giáp, cầu tài, cầu tự, cầu y, cử tránh trực, di cư, giải trừ, huấn binh, huấn luyện, hành hạnh, hứa nguyện, khai trương phố, khai thị, khiển sử, kinh lạc, kỳ phúc, liệu bệnh, lâm chánh thân dân, mộc dục, mộc dưỡng, nhập trạch, lạp xúc, nạp tài, phó nhập, sách tá, thi ân phong bái, thiết trai tiếu, thiện thành quách, thành phục, thượng quan, thụ phong, trai tiếu, trừ phục, tu cung thất, tu phương, tu tác, tu táo, tuyển tướng, tài chế, tài chủng, tạo táng, tạo táo, tảo xá vũ, tế tự, tự táo, uốn nhưỡng, xuất hóa tài, đính hôn, đảo từ, động thủ, hung thần, bát họa, du họa, hỏa cách, kim đao, long hội, ly khoa, lục bất thành, nguyệt kỵ, ngũ ly, phục tội, thổ cấm, thủy ngân, tiểu không vong, tuế phá, tứ hư, đao khảm sát, điền ngân. Những việc không nên làm là an sàng, an táng, bách sự bất nghi, châm cứu, cúng tế, cầu hôn, di tỷ, di đồ, diêu giã, doanh mưu, giao dịch, giá mã, giá thú, hội thân hữu, hợp tương, khai sanh phần, khai điền, khải toàn, kinh thương, kiến tiếu, kết hôn nhân, luận tụng, lập khoán, lập khế khoán, nghi tác thọ mộc, nhập học, phạt mộc, nhục dược, thiên tỷ, thủ ngư, ngừa thuyền, tu phần, tu trì, tác giao quan, tác yển, tạo tử, xuất hành, xuất quân, tuất tài. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng phân tích về cát hung của từng giờ để chọn ra cho quý vị những khung giờ hoàng đạo thắp hương cúng ông công ông táo ngày 23 tháng Chạp được thuận lợi và hanh thông nhất. 1. Từ 23 đến 1 giờ là giờ Canh Tý có các sao: Thanh Long, Tam Hợp, Đế Phượng, Tham Lang, Quả Tú, Hỏa Tinh, Địa Binh. Đây là giờ tốt đầu tiên trong ngày, quý vị cần lưu ý. 2. Từ 1 đến 3 giờ là giờ Tân Sửu có các sao: Minh Đường, Thiên Quan Quý Nhân, Hữu Bật, Thủy Tinh. Đây là giờ cực tốt trong ngày, tốt nhất cho mọi việc.
Từ 3 giờ đến 5 giờ là giờ Nhâm Dần có các sao: Thiên Hình, Thời Phá, Thời Hình, La Thiên Đại Thoái, Triệt Lộ Không Vong, Thiên Tặc, Tứ Đại Cát Thời, Thái Âm, Dịch Mã, Tỷ Kiên. Trong giờ này có nhiều hung tinh, vậy nên khi dùng cần phải hết sức lưu ý, kẻo gặp họa sát thân. 4 là từ 5 đến 7 giờ là giờ Quý Mão có các sao: Chu Tước, Triệt Lộ Không Vong, Thiên Ất Quý Nhân, Tham Lang, Mộc Tinh. Giờ này có nhiều hung tinh và không nên dùng. 5 là từ 7 giờ đến 9 giờ là giờ Giáp Thìn có các sao: Kim Quỹ, Phúc Tinh Quý Nhân, Tam Hợp, Hữu Bật, Kế Đô, Nhật Mộ. Đây là các giờ đại cát. Nếu cúng ông công ông táo vào giờ này thì được công đức vô lượng, mọi sự hanh thông, tài vận đỏ rực. 6 là từ 9 giờ đến 11 giờ là giờ Ất Tỵ có các sao là Thiên Đức, Thiên Ất Quý Nhân, Tứ Đại Cát Thời, Lục Hợp, Tả Phụ, Hà Khôi, Thổ Tinh, Kiếp Sát, Thiên Tặc. Trong giờ này có rất nhiều cát tinh, vậy nên đây cũng là một khung giờ đại cát để tiến hành cúng ông công ông táo. 7 là từ 11 đến 13 giờ là giờ Bính Ngọ có các sao: Bạch Hổ, La Hầu, Cô Thần, Thiên Binh, Hy Thần, Đường Phù. Giờ này gặp nhiều hung tinh, vậy nên không dùng cúng ông công ông táo vào ngày 23 tháng Chạp được. 8 là từ 13 đến 15 giờ là giờ Đinh Mùi có các sao: Ngọc Đường, Thiên Quan Quý Nhân, Thiên Xá, Ngũ Hợp, Quốc Ấn, Vũ Khúc, Kim Tinh, Thiên Cẩu, Hạ Thực. Đây là giờ đại cát vì có rất nhiều các tinh soi chiếu. Các bạn hãy lưu ý để chọn ra cho mình khung giờ phù hợp nhất trong ngày nhé. 9 là từ 15 đến 17 giờ là giờ Mậu Thân có các sao: Thiên Lao, Ngũ Bất Ngộ, Lục Mộc, Lôi Binh, Tứ Đại Cát Thời, Thái Dương, Trường Sinh, Thời Kiến. Đây là giờ xấu, không làm gì được. 10 là từ 17 đến 19 giờ là giờ Kỷ Dậu có các sao là Huyền Vũ, Hỏa Tinh, Cổ Mộ Sát, Cửu Sú, La Thiên Đại Tiến. Giờ này có rất nhiều hung tinh, không nên cúng ông công ông táo. 11 là từ 19 đến 21 giờ là giờ Canh Tuất có các sao là Tư Mệnh, Thủy Tinh, Ngũ Quỷ, Tuần Trung Không Vong, Địa Binh. Đây không phải là giờ tốt để tiến hành việc cúng bái. 12 là từ 21 đến 23 giờ là giờ Tân Hợi có các sao là Câu Trần, Ngũ Quỷ, Thời Hình, Thời Hại, Thiên Cương, Tuần Trung Không Vong, Tứ Đại Cát Thời, Thái Âm, Ngũ Phù, Nhật Lộc. Đây không phải là giờ tốt tiến hành việc cúng bái. Như vậy là chúng ta đã xét xong 12 canh giờ trong ngày 23 tháng Chạp để tiến hành công việc cúng ông công ông táo. Trong ngày 23 tháng Chạp có hai khung giờ tốt nhất để cúng ông công ông táo và đó là các khung giờ tốt sau. 1 là từ 7 đến 9 giờ là giờ Giáp Thìn, 2 là từ 9 đến 11 giờ là giờ Ất Tỵ. Đó là hai khung giờ tốt trong ngày để cúng ông công ông táo ngày 23 tháng Chạp. Quý vị hãy chọn ra cho mình những khung giờ phù hợp nhất, tiến hành thắp hương cho được thuận lợi và may mắn, rước lộc về nhà. Ngày 23 tháng Chạp sau lễ cúng ông công ông táo, nhiều người quan niệm sau 12 giờ trưa thì là thời điểm để lau dọn ban thờ, tỉa chân nhang để nghênh đón thái tuế cũng như các vị thần cai quản mới của năm. Trong khi lau dọn ban thờ và tỉa chân nhang cũng phải lưu ý các vấn đề sau. Trong việc thờ cúng, ngoài việc sắp xếp ban thờ, lau dọn sạch sẽ thì quý vị cũng cần kiểm tra trong bát hương nhà mình đã có đủ cốt thất bảo hay chưa. Nếu chưa có thì quý vị nên thỉnh về và tiến hành bốc lại bát hương để cho mọi sự được đúng và đầy đủ. Cốt thất bảo là vật phẩm giúp thông linh tốt hơn, lưu giữ lời nguyện cầu và là nơi trấn không cho tà khí, uế khí, tạp khí xâm phạm vào bát hương. Bát hương mà không có cốt thất bảo thì thờ cúng vô ích. Bát hương là nơi để kết nối và thông linh giữa con cháu trên trần thế với người cõi âm. Đây cũng là nơi để thể hiện tình cảm biết ơn, kính trọng đối với các bậc tiền nhân cũng như những vị thần linh đang cai quản chăm sóc gia đình. Vì thế việc bốc bát hương mới là điều tối trọng khi bài trí ban thờ. Trước khi bốc bát hương, gia chủ cần phải kiểm tra kỹ xem đã có đủ đồ bốc bát hương chưa. Bộ bốc bát hương, ngoài bát hương thì cần phải có 7 thứ sau. Một là thất bảo. Thất bảo là 7 bảo vật của nhân gian, tượng trưng cho linh khí của đất trời hội tụ, bao gồm có vàng, bạc, mã não, san hô đỏ, hổ phách, ngọc trai và đá mã não. Là pháp bảo cúng dường cho Phật Thích Thơ Ca khi Ngài sáng thế. Thất bảo là bảo vật lưu giữ lời nguyện cầu của gia chủ, đồng thời cũng là pháp bảo giúp bát hương có được linh khí, giúp trấn áp tà ma, ngoại đạo xâm phạm vào ban thờ nhà mình. Hai là cho nếp. Cho nếp là thứ không thể thiếu được khi bốc bát hương. 3. Gạo vàng thần tài. Đây là pháp khí siêu tài và kích hoạt vượng khí cho bát hương, giúp bát hương trở nên ấm cúng và linh ứng hơn. 4. Là ngũ vị hương, giúp tẩy uế trừ tà cho bát hương và ban thờ, từ đó khiến ban thờ được thơm tho, sạch sẽ và phòng thờ sẽ ấm cúng hơn. 5. Là tờ di hiệu, là pháp khí là nơi để ghi linh vị của bát hương của người cần thờ cúng. 6. Là giấy trang kim, sử dụng để gói thất bảo, giúp thất bảo tụ khí tốt hơn và đồng thời cũng để bảo vệ thất bảo không bị cháy trong trường hợp bát hương bị hóa. 7. Là bộ văn khấn tôn cấp lập thờ, thủ tục bốc bát hương kèm theo những lưu ý quan trọng khác.
Đó là những thứ cần thiết không thể thiếu để bốc bát hương mới hay bốc lại bát hương cũ. Các vật phẩm bốc bát hương cần được khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng trước khi sử dụng. Khi được khai quang và xem ngày sử dụng đúng theo tuổi của gia chủ thì vật phẩm mới phát huy được công năng tốt nhất. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn về việc lập ban thờ, chọn ngày tốt cũng như các thủ tục và văn khấn để lập ban thờ. Việc thờ cúng là điều hết sức quan trọng, vậy nên quý vị hãy hết sức cẩn thận và trịnh trọng, không được làm qua loa cho xong. Nếu quý vị may mắn xem được video này trước ngày 23 tháng 12 âm lịch thì sẽ chủ động hơn trong việc lựa chọn ra cho mình những khung giờ tốt nhất. Trên đây chúng tôi đã chia sẻ cho quý vị và các bạn những khung giờ tốt nhất để thắp hương cúng rằm tháng 12 âm lịch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến của quý vị hãy để lại bên dưới ô bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.